Chào các bác và anh em nhé. Hôm nay hai anh em chị em lại lắp cho anh Trình ở tòa nhà 28 Thủy Lợi Lê Trọng Tấn. Bộ loa của bộ dàn của anh thì gồm có đôi loa G1000 đẩy 50S và mic 321 lắp ở căn phòng chung cư này quá hợp lý. Chất âm rất là hay. Để lấy lắp treo lên. Cái này nhẹ. Vâng. Cái này là loa mic. Đấy, cô em này dành này. Cái này là vang của vang, còn cái này là âm lượng nhạc. Đấy. Đấy thôi. Còn mấy cái phần này là em chỉnh hết cho anh rồi. Bây giờ anh alo to thì anh mở này lên. Vang nhiều bạn này, nhạc đây. Còn khi nào không dùng nữa thì bạn hết xuống cho em. Còn ví dụ như là chỉnh âm nhất ví dụ đây đây bác biết đây thích thì vâng. Chỉnh đúng không? Vâng, đấy là ví dụ như đây nhạc mà mình thích thì mình tăng lên tí nữa, bát chép lời. Còn bên này là phần karaoke âm ok là chỉnh rồi. Có cái tua vít bút điện đấy. Cái tua vít. Đấy, hợp máy. Rồi, đấy, thế thôi. Còn mấy cái này kể là bọn em có khóa trẻ em rồi, nhưng nó ấn thoải mái không bận gì cả. Là nó cũng sẽ không bị mất tần số, mà cứ để thì hát, mà để mic to quá thì hát nó không hay. Mình thích thì mình tăng đây, mà tăng lên đến 1 giờ à chết, làm tăng đến số 6, số 7 là như hồi nãy em mới để số 6 đã to rồi. Đấy. Cái này là để hướng 10 giờ là chuẩn. Đúng rồi. Nhưng mà lưu ý nha, cái mic này hát là không được chĩa vào loa đâu nhá. Không được chĩa cái đầu này vào đây nhá, chỉ cầm thế này được này chứ không được quay lại nhá. Quay lại là giết cái chép này đắt tiền lắm ấy. Quay này mà chĩa hẳn vào là không được nhá. Vâng, thế nhưng mà ví dụ là ai quên không ấy cứ cầm cái mic lại ấy. Đúng rồi.